Xin chào anh em nhé, chào mọi người. Chúng ta sẽ đi phân tích thị trường vàng cho tuần ngày 23 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 nhé. Như vậy là tuần trước chúng ta có một tuần tiếp tục tăng điểm của vàng đúng không? Và chúng ta thấy là gì? Swing tiếp tục là một swing buy. Và liên tục nhắc rồi nhé, chúng ta chỉ đánh swing buy cho lên tuần. Và lên tuần tiếp tục là một cái nhịp mà tạo ra một tín hiệu sạp trang, sau đó thì tiếp tục tăng điểm đúng không? Thì hiện tại về góc nhìn của cái lên tuần thì tiếp tục là sẽ là tăng điểm. Tuy nhiên là mọi người cũng cẩn trọng một chút là nó đang tiến về những vùng quá mua đúng không? Thì về ngắn hạn sẽ có thể là một tuần tiếp tục tăng điểm, quét đúng không? Quét PD, quét PQX2 đó, tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên là cẩn trọng những cái nhịp mà có những cái cây rút dâu của tuần này, nó tạo ra một tín hiệu buying cái lay mắc ở trên này. Đó thì tuần này mình đang view một kịch bản, đó chính là gì? Quét dâu, sau đó thì có những nhịp mà điều chỉnh xuống. Đó thì liệu rằng giá sẽ có những nhịp mà bán xuống, điều chỉnh xuống ở mốc nào thì chúng ta cùng soi nhé. Về chặng tuần thì chúng ta thấy là ở dưới đây chúng ta có một bài át tái tích lũy đúng không? Bài tái tích lũy từ biên độ 2207x đến 2400x thì chúng ta thấy là trước đó chúng ta có một nhịp chạc tuần đánh lên vùng 2588 và có một nhịp điều chỉnh quanh vùng này đúng không, đánh về 2545 và nó tạo ra vùng FVG Wick ở đây, FVG Wick, và cái vùng target 2 chính là cái vùng mà nó có điều chỉnh ngắn hạn đó. Sau đó thì chúng ta cùng tham mình cái mốc tiếp theo của chạc tuần, nó có thể hướng đến là vùng 2662 trong tuần này nhé, quanh mốc 2662-63 đó. Và một cái nhịp mà nó tiếp tục nó tái tích lũy ở trong cái bias từ 2407x đến 2503x thì chúng ta tiếp tục đo ở trong cái bias này, thì target 1 nó sẽ đánh về cái vùng giá 2600 đúng không, ngày hôm trước này mọi người này, 2600 sau có một nhịp rút dâu xuống đấy mọi người đúng không, 2600 này rút dâu xuống này đó. Sau đó thì vùng tiếp theo đó chính là ngày hôm trước nó đánh lên quanh cái vùng 26x cộng trừ đấy, chính là vùng này cũng có phản ứng. Thì vậy thì cái target tiếp theo của tuần này thì nó sẽ hướng đến cái vùng 63 và có thể đâu đó vùng 97 và vùng giá 2721. Đây chính là ba mốc mà mình view trong tuần này, nó sẽ có những cú bán xuống đó, có những cú rút dâu xuống mạnh đó, thì mọi người cùng chờ đợi những cái vùng này nhé, 63 đến vùng giá 2697 cộng trừ đó. Hai mốc này thì chúng ta có thể quyền cược cho mình SL khoảng tầm 30 đến 50 pip mà chúng ta sẽ ăn một cái nhịp mà rút dâu. Rút dâu chạc tuần thì nó cũng loanh quanh, ví dụ cái con tạo ra banh cái landmark ở đây loanh quanh từ vùng giá, nhìn chung nó loanh quanh phải tầm 50 giá đến 70 giá mọi người nhá, 50 70 giá đi lên xong rút dâu xuống thì chúng ta sẽ ăn khoảng tầm 500 đến 70 pip, 700 pip đó, SL khoảng tầm 30 đến 50 pip thôi. Đấy, hai cái mốc này quan trọng nhá. Đó là về cho góc nhìn của chạc tuần. Chạc tuần thì tuần này chúng ta đang thấy là có một vài mẫu tin tức, đó là tin ngày thứ ba nhé, tối thứ ba là một tin niềm tin tiêu dùng thì dự báo thì đang là giảm, dự báo đang làm giảm nhé, giảm thì tiêu cực cho U đúng không ạ, thì con vàng có thể tăng điểm vào ngày thứ ba. Thứ tư là một cái nhịp mà đề nghị trợ cấp doanh nghiệp và PCE, tôi có nói PCE đang thấp thì cũng là một cái tín hiệu tiêu cực cho đồng U và có thể là vàng tiếp tục tăng điểm. Như vậy là trong tuần tới đúng không ạ, trong tuần tới thì mình đang dự kiến là thứ hai sẽ là một cái nhịp đẩy lên một nhịp, sau đó thì điều chỉnh xuống, thứ ba tạo đáy đi lên sau tin và thứ tư tạo đỉnh, sau đó thì điều chỉnh vào thứ năm và thứ sáu rút chân. Đó, nó sẽ tạo ra một quay lên tuần là tăng điểm, đó tăng điểm sau đó có điều chỉnh xuống và thứ sáu lại đóng lên xanh. Đây nó như thế này này mọi người này, nó giống như một cây UT như này, nó giống một cây bay kèm lấy mắc như này nhá, sau đó nó sẽ tạo biên, sau đó thì lên tuần bắt đầu tạo biên, chúng ta sẽ đánh biên sideways của lên tuần ở đây đó. Về swing thì chúng ta vẫn ưu tiên đánh swing buy cho đến khi cái cây lên 2488 của khung tuần bị phá thì chúng ta vẫn ưu tiên kịch bản là gì, chọc lên xong nó quay trở lại FVG Wick rồi tiếp tục đẩy giá lên, thì mục tiêu vẫn là gì, 266397 nhá, và có đây thẻ là 2700 cho chạc Wick đó. Thì tất cả những vị thế chúng ta mua của chạc Wick thì chúng ta sẽ mua ở đâu, hầu tiếp vị thế vùng giá 2403x nhá, 2403x, 2405x hầu tiếp. Vị thế mua mới chúng ta có thể mua tham minh những vùng 2530, 39 và 47 SL 50 pip mỗi vùng nhé, SL 50 pip mỗi vùng và target lên trên vùng 2663 đến 2700. Đó là cho cây lên wick nhá. Về chặng ngày thì sao? Về chặng ngày thì chúng ta tiếp tục đánh setup lấy thanh khoản trong và tiếp tục vượt đỉnh đúng không ạ? Tiếp tục vượt đỉnh nhá, tiếp tục vượt đỉnh. Đỉnh hiện tại thì nó đang là gì? 2625 đúng không? 2625.x thì cái vùng này cũng là một cái vùng mà chốt lời ngắn hạn đây,
đó 2000 cái vụ 24 25 cũng là một vùng mà có cho là ngắn hạn của low time frame nhé, low time frame thôi. Tuy nhiên với bối cảnh khung ngày nó đóng một cây Maju King, đóng một cây engulfing tạo ra Maju King tiếp tục đi lên này, Maju này. Tạo ra Maju King thì cái vùng giá quanh mốc giá 25 85 đến vùng 95. Đó chính là vùng mà chúng ta thấy là sẽ tiếp tục đẩy giá, đỡ giá ở đây đi lên thôi. Đó và cái chart ngày thì chúng ta có thể thấy là một bias trước đó, bias tích lũy ở đây, sau đó thì tái tích lũy và cái nhịp mà break khỏi cái vùng 2600 thì xu hướng giá nó sẽ quay trở lại lên cái vùng giá 1.618 Fibo này, chính là mốc giá 33.x, mốc 2 chính là mốc 54, 53, 53x cộng trừ và xa hơn thì có thể là những mốc 81 đến vùng 99x đấy. Thì về chặng ngày cho ngày thứ hai thì mình đang kỳ vọng một nhịp đẩy giá lên đó, thì loanh quanh mốc 33 đến 53 thôi, một trong hai mốc này đó, hoặc là cái vùng giá 44, nhìn chung là 33 44 và vùng vùng 53 là chúng ta sẽ có những nhịp mà rút dâu bán xuống cho lên ngày, và lên ngày nó sẽ quay trở lại vùng giá 2600 2605 đó, hay 2605 cũng là vùng mà chúng ta mua lên, và cái vùng quan trọng cũng là một cái nhịp mà chúng ta sẽ có thể mua buy lên chính là vùng 2585 đến 95, chúng ta buy lên mục tiêu vẫn là gì, 2653 và 2688x đó. Thì xu hướng của lên ngày vẫn ưu tiên xuống xuống tăng mọi người ấy. Ưu tiên xu hướng tăng trước khi cái low 2585 bị phá thì lúc đó thì chúng ta sẽ đánh sideways trong xu hướng tăng, còn hiện tại thì chỉ ưu tiên đánh đánh buy lên đã, chỉnh buy lên. Tuy nhiên nhớ là gì, chạc ngày cũng đang tiến về quá mua, độ tiến về quá mua nên cũng cẩn trọng những vị thế buy cao, chúng ta sẽ chốt ngắn nhé, buy cao thì sẽ chốt ngắn hơn đó, còn buy thấp thì chúng ta có quyền gồng swing xa hơn, buy cao chúng ta chốt từng phần nhớ nhá, buy cao thì những vị thế buy cao thì hoàn toàn nó có thể những cái cú quét thanh khoản mà mọi người đúng không nào. Đó thì mục tiêu chúng ta vẫn kỳ vọng thì thứ hai, thì thông thường thứ hai mình sẽ đánh đánh pullback, có nghĩa là đánh pullback có nghĩa là đánh đánh điều chỉnh. Tuy nhiên nhớ là mình sẽ chờ đợi những cú mà quét lên vượt đỉnh sau đó mới tìm tín hiệu điều chỉnh, chứ không phải là cứ nhảy vào đánh điều chỉnh nhá, mà vẫn là đánh follow, là có nghĩa là chúng ta vẫn giữ các lệnh bài bên dưới, chốt lời bớt ở những vùng target theo Fibonacci và có thể tham minh những lệnh điều chỉnh xuống. Lệnh điều chỉnh xuống thì chúng ta sẽ phải tỉa dần khi nó test lại những vùng đỉnh cũ, ví dụ sọt 33 hoặc là 53 cũng phải chốt lời bớt khi nó quay trở lại những vùng đỉnh cũ như vùng 25 cộng trừ đó, và những vùng FVG của H1 ở quanh cái mốc giá 0 95 đến 0005 đúng không, quanh vùng đó chúng ta sẽ cần phải chốt lời nhá. Về xu hướng ngày vẫn là một xu hướng tăng và tiếp tục ưu tiên đánh đánh sideways đi lên đó, và nhớ là gì, ở cái vùng cây Maju này tương đối quan trọng, chúng ta có thể hold giá và tiếp tục đẩy giá đi lên nhá. Quay trở lại về con H1, H1 mọi người thấy đã phân tích cái bias phân bias tích lũy này rồi đúng không, bias tích lũy này rồi, và đẩy giá thì chúng ta thấy kỳ vọng là lên mốc giá 2613 hôm trước đấy, cái vùng giá 13 14 đấy mọi người thấy không, nó cũng có một nhịp điều chỉnh về 02 03 nó đều có phản ứng giá đúng không ạ, cái vùng giá 2600 cũng phản ứng giá này, trước đó cái vùng giá 86 88 của mình cũng phản ứng giá đi xuống điều chỉnh đó. Tuy nhiên nhớ là gì, chúng ta đánh điều chỉnh chúng ta vẫn chơi và điều chỉnh về những vùng LBS của bias tích lũy này, chúng ta phải đánh đánh long lên buy lên đó, thì H1 thì đây là bias tích lũy và nó vẫn giữ được cái kênh tăng này đó, thì chúng ta vẫn phải follow cái xu hướng buy đó, swing buy swing, chỉ khi nào mà cái xu hướng tăng này bị phá vỡ đúng không, phá vỡ gãy xuống thì mới là cái nhịp mà nó gỡ bỏ những vùng lớp bé là mới là những nhịp phân phối và có thể là gãy xu hướng, hiện tại vẫn là đang xu hướng tăng đó, và cái nhịp mà ngày hôm trước nó break qua khỏi vùng 2600 thì chúng ta cùng chờ đợi những cái nhịp vùng chốt lời, đó chính là các cái mốc Fibonacci, thứ nhất là vùng 1.1618 vùng 33.x, vùng thứ hai là mốc 2 chính là vùng 53.x cũng hợp lưu với những cái mốc mốc chốt lời đó, thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng một trong hai mốc này cho phiên thứ hai nó sẽ có những cú điều chỉnh xuống, thì điều chỉnh xuống chúng ta sẽ chốt lời và có thể mua tại những vùng FVG của H1, ví dụ vùng giá 17 đến vùng 18 thì chính là vùng máu trước chúng ta bay tiếp diễn đi lên đấy, đây cũng là vùng mà chúng ta sẽ cần phải chú ý, có thể là đẩy tiếp tục bay đi lên. Tiếp theo chúng ta có FVG của H1 chính là vùng 95 đến vùng 03 đúng không, vùng này cũng là vùng chúng ta đã chờ đợi những lệnh mua lên tiếp tục, và chúng ta có những cái vùng hôm trước chúng ta mua ở vùng giá 6971 đúng không nào, là những vùng là chúng ta tiếp tục tham bình đánh lên, thì mục tiêu của H1 vẫn là lên trên vùng 33 đến 54, nó sẽ tạo ra tín hiệu buy candle mark ở đây mà nó sẽ tạo biên, tiếp tục tạo biên đây mọi người nhé, và biên này chúng ta vẫn kỳ vọng là tái tích lũy đó, đấy là cho con H1 nhá. Đó, quay trở lại một chút về cái câu chuyện đánh scalping đó. Scalping thì trong phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh xuống, tuy nhiên điều chỉnh xuống là phải chờ đợi những cái nhịp mà
gỡ bỏ được cái xu hướng tăng ngày hôm thứ sáu đúng không? Ví dụ đây là xu hướng tăng, nếu như ai muốn chơi điều chỉnh nó sẽ cần phải gãy bỏ cái xu hướng tăng này đó, thì lúc đó chúng ta mới có cấu trúc mà điều chỉnh xuống mạnh được. Còn hiện tại đang follow xu hướng tăng, vẫn tiếp tục là test lại những đường kênh tăng này, tiếp tục đẩy buy lên đã, và khi buy lên đến những vùng target ngắn hạn thì lúc đó chúng ta mới chờ đợi những tín hiệu của tái phân phối ngắn hạn ở đây điều chỉnh xuống nhé. Còn hiện tại thì đối với cái chart hiện tại thì chúng ta vẫn follow theo cái nhịp đẩy buy lên đó. Thì về ngày hôm thứ sáu thì nó cho mình một cái bài hát từ vùng giá 10 đến 16, là đây là một bài hát tích lũy đúng không, và chúng ta có một cú spring ở đây và có side uptrend ở đây. Thì cái cú side uptrend này, con vàng thì nó có hai kịch bản, một là nó sẽ đỡ ở cạnh trên, nó chính là vùng 10 16 18, thứ hai là cạnh dưới của TR chính là vùng giá 10, và test spring thì chính là 06. Ba mốc này là ba mốc chúng ta tiếp tục đánh buy scalp đi lên đó. Vùng giá đầu tiên chính là SVG 15 16 18 SL 15, chúng ta sẽ chốt lời bớt vị thế ở vùng 24, đây chính là vùng OB có cho điều chỉnh đấy, 24, và giá có thể quay trở lên chốt lời vùng 24 và 30 31.6 đúng không, 33. Mắc thì chúng ta có thể tham minh các cái vùng giá quanh 44 đến đến 5 53 đó, vùng này chúng ta sẽ view là phun được lên đây và chúng ta sẽ bán những nhịp đảo đảo chiều xuống cho ngày thứ hai đó. Còn cái vùng giá quanh vùng 33 32 33 thì chúng ta sẽ bán, tuy nhiên bán những nhịp đó chúng ta sẽ chốt lời ngắn hơn nhịp này, ví dụ là quanh mốc 44 vùng 53 chúng ta sẽ đánh SL 30 pip và target sẽ dài hơn, target xuống về những vùng 25, có thể là về vùng 0x đó. Còn vị thế buy thì chúng ta sẽ buy ở vùng giá, một là cái vùng quét quét thanh khoản ở vùng vùng 03, thì chúng ta sẽ chờ đợi những cú buy ở vùng giá 97 đúng không, 97 99 ở quanh mốc 97 99 stop loss ở vùng 94 đó, và SL khoảng 30 40 pip thì target sẽ khoảng tầm trên 100 pip, chúng ta sẽ chốt lời. Một vùng buy ngày hôm trước chúng ta buy ở vùng 0 0305 đó. Đó thì chúng ta có thể tham binh cái con OB này 05 nhá, quanh mốc 05 đến 06x. SL thì thủng cái con OB này, SL04. Thì target thì chúng ta sẽ đánh lên cạnh trên của TR, là target 1 ở vùng 17 đến vùng 24, target 2 thì vẫn là target cho mình ở mốc giá 32 đến 44 nhá. Đó thì ngày thứ hai thì chúng ta đang chờ đợi những cái nhịp, mà cái nhịp này là tái tích lũy, hấp thụ cung ở đây. Tiếp tục hấp thụ cung và đi lên trên vùng 33 31 33 thì có những cú rũ bỏ về về quét thanh khoản ở vùng 18 đúng không, có thể là quay trở lại biên dưới của TR, cái vùng giá 10 11 đến 06 chúng ta sẽ đánh buy lên trên vùng 44. Thì đây là kịch bản cho ngày thứ hai của mình, là đánh tiếp tục là vận động ở trong biên hẹp từ vùng 18 đến vùng 24, sau đó thì rằng co ở đây, sau đó một cái nhịp mà đẩy buy đi lên trên vùng 31 đến 32, sau đó thì những cái nhịp mà điều chỉnh xuống vùng giá 06 đến 12, quanh vùng này chúng ta sẽ tìm những vị thế buy lên vùng 44 đến 53, sau đó chúng ta sẽ bán xuống. Đấy cho kịch bản cho thứ hai. Tuy nhiên nhớ là khi ở những setup này, những setup mà cả buy và sell này có cả SL và có chủ động chốt lời nhé. Ví dụ là đánh sell thì chúng ta đánh ngược trend, là đánh ngược trend thì mọi người phải chú ý là chúng ta tìm những tín hiệu của cây uptrend này, ví dụ cây ví dụ khi mà lên trên vùng chốt lời ngắn hạn đúng không, nó tạo ra một cụm nến đảo chiều ở đây, thì chúng ta đánh thì chúng ta sẽ chốt lời ở những vùng demand gần nhất thôi, những vùng đỉnh cũ gần nhất, hoặc là SL ví dụ đối với những cây mà engulfing hoặc là nến sell home như vậy thì sell vùng 16 17 hôm trước đúng không, chúng ta chốt lời bớt ở vùng 11. Hôm trước chúng ta chơi một lệnh đấy, tí mình sẽ view cái lệnh này. Chốt lời 11 bớt này, chốt lời bớt hết ở 03 xong lại đánh bài 03 05 đi lên. Thì các lệnh sell chúng ta sẽ đánh chốt lời ngắn thôi. Chỉ khi nào chúng ta cầm dài thì khi nó có một cái nguyên nhân phân phối ở đây chúng ta mới mới đánh dài được đúng không? Thì chúng ta hãy chờ đợi thêm. Chờ đợi thêm là tạo ra nguyên nhân thì chúng ta mới cầm dài được. Còn lại thì vẫn ưu tiên đánh đánh bài lên, bài sẽ dài hơn và sell chỉ là chốt lời ngắn nhá. Sell vẫn chơi được những vùng mà chốt lời ngắn hạn tâm lý, cũng những cái vùng mà ngắn hạn thì tạo ra những cái cú bán điều chỉnh đúng không, rũ bỏ thì chúng ta vẫn chơi được thôi. Tuy nhiên nhớ nhé, sell chúng ta sẽ chỉ chơi điều chỉnh thôi, còn ưu tiên vẫn là swing buy nhé mọi người nhé. Đó đó là cái chiến lược cho ngày thứ hai. Rồi quay trở lại một chút về những cái điểm đánh, quay trở lại một chút về con BTC trước nhé. BTC này, BTC thì hiện tại mình đang kỳ vọng một cái nhịp đây tạo ra SC ở đây và cú AR đúng không, đây là gốc phân phối trước đó. Ở góc phân phối trước đó thì chúng ta thấy là giá quay trở lại tạo AR, một cú test ST và UA. Những swing bán thì volume sell giảm dần, đó volume sell đang giảm dần, đó volume sell giảm dần. Sau đó thì có demand tăng mạnh dần đấy mọi người thấy không? Thì chúng ta đang kỳ vọng đây là một bài hát tích lũy trong cả một cái bài hát tích lũy này.
Đó, hoặc là tức là có hai kịch bản, một là nó chúng ta tìm một tín hiệu sai sai trend như này, kiểu gì nó cũng đẩy lên trên vượt trên cái vùng 65.x nhá. 65.x kiểu gì BC cũng đẩy vượt lên thì chúng ta sẽ chờ đợi những cú bán xuống ở vùng 67 đến 69 và chúng ta xem là những cái nhịp test về vùng 58 này nó gỡ bỏ nó giữ được LPS này thì tiếp tục là mua lên trên vùng 73. Đó. Kịch bản thứ hai là gì? Ở đây là UTAC thì chúng ta thấy là test lại LPSI đây không đi được lên đúng không? Cầu vào yếu thì chúng ta sẽ chờ xem nếu gỡ bỏ spring thì giá sẽ quay trở lại về vùng 4x, nó 42 rồi có thể là trên vùng về vùng 3x thì chúng ta vẫn có hai kịch bản nhưng mình đang ưu tiên vào kịch bản đầu tiên là cứ phải lên trên vùng vượt 65 đã, lên trên vùng 67 đến 69 chúng ta sẽ chốt lời và chúng ta có thể canh những cú bán ở đây. Bán đây chúng ta sẽ chờ những cú test, test thành công thì tiếp tục mua đi lên, còn test mà test LPS gỡ bỏ những vùng này hồi vòn nhỏ thì chúng ta sẽ đọc thêm cái tín hiệu nhé, chờ xác nhận để chúng ta bán xuống. Thì ưu tiên vẫn là cái nhịp mà điều chỉnh về những mốc 61.000 có thể là 59.000 chúng ta mua lên trên vùng 67.000 hoặc 69.000, một trong hai mốc này chúng ta sẽ tìm những vị thế bán xuống. Bán thì có thể nó sẽ rũ bỏ về những vùng 58, 57, 58, 59 nó lại đánh up lên. Chúng ta sẽ săn những lệnh buy đi lên. Đó, còn quay trở lại về cái xu hướng của H1 thì mọi người chú ý nhé. Con H1 trước đó chúng ta thấy là một cái bar tích lũy ở đây, đúng không? Nó ra giá đi dao động biên hẹp ở đây, sau đó nó có cú break cao thì những vùng test lại cái đỉnh cũ là cơ hội tiếp tục mua lên, đúng không? Và cái xu hướng đi thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là ở cái nhịp mà nó tạo ra B buying climax và cái nhịp nó tạo ra side uptrend thì nó sẽ đánh x đôi lực đi lên thế này. Đó, đâu đó nó sẽ đánh x đôi lực đi lên thằng 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 vùng này cơ. Thì nó loanh quanh cái target của chúng ta sẽ phải lên trên vùng 2.700 đến 2.800 đó mọi người nhá. Nên là tất cả những vị thế mọi người hạn chế đi CA thôi. Có thể là có những cú rũ bỏ xuống lấy thanh khoản do đi lên tiếp nhưng mà hạn chế DCA cho mình nhá, DC là tại vì cái biên độ sóng thì nó phải rơi về vùng 2.700, 2.800 cơ. Đó, còn gần nhất thì chúng ta có những cái bá tái tích lũy ở đây thì target ngắn hạn thì vẫn là lên trên vùng 33 này, đúng không? 53 và có thể là trên vùng 81 mới là những cú điều chỉnh. Thì cứ ép VG của H1, thứ nhất là ngày hôm trước chúng ta có vùng vùng 48 này. Sau đó chúng ta có một cái vùng vùng giá 66 đến vùng 71 chúng ta bắt ở đây đúng không ạ? Và chúng ta view là tiếp tục vượt đỉnh thì lên trên vùng 2.603x đấy. Hôm trước là mình view lên 2.333 đúng không nào? Thì cái câu chuyện của chúng ta là gì? Tiếp tục follow xuống tăng. Thứ hai là những cái đường IMA 30 check cắt trên 50 và ZI đóng trên 50 thì cứ về những vùng IMA này chúng ta sẽ tiếp tục follow buy lên thôi. Như vậy là H1 mọi người thấy không? Cứ về giả sử rũ và bỏ về những vùng vùng giá 97 đến vùng giá 03 là tiếp tục chúng ta để buy lên thôi, đúng không? Đó, trước mắt là chúng ta có những cái vùng gần nhất thì chúng ta có vùng 16 đến vùng vùng 10, 18. Đó, thì hôm trước chúng ta có một cái nhịp mà tạo con FVG 15 ở đây. Đó, đây là tín hiệu sạp trang, có FVG 15, có SNR ở đây thì chúng ta kê một lệnh buy ở vùng vùng FVG là vùng 16x đến vùng 18 đúng không? Stop loss thì bóp ở cây này, bóp ở cây 15. Và target 1 thì chúng ta có thể đánh 2R đây ở đây, đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ đi xem lại lệnh ngày hôm trước nhá. Chúng ta ngày hôm trước chúng ta đánh khá nhiều kèo đấy. Nào, quay trở lại nào. Ngày hôm trước thì chúng ta thấy chúng ta có một cái bias khi mà về vùng 71 đúng không? FVG H1 chúng ta có một cái tín hiệu của tái tích lũy ở đây. Đây là ba tái tích lũy trong tái tích lũy mẫu 3 đúng không? Còn ICT thì là gì? Silver Bullet ở trong khung phiên New York. Đó, và target của cái bias này chúng ta sẽ view lên trên vùng 4 đến 4.5 là mắc, là có nghĩa là mắc ngày hôm đó. Mình view là lên đây là chúng ta sẽ tìm những cú bán điều chỉnh xuống thì thực tế nó cũng lên trên những vùng này, đúng không? Và mình hôm đấy chúng ta view đâu đó lên trên vùng 26x đúng không? Thì nó có những cú điều chỉnh. Tuy nhiên là gì? Điều chỉnh để đi lên tái tích lũy nhá, chứ không phải là điều chỉnh để sập xuống. Thì chúng ta view nó chốt lời bớt ở trên vùng này cho những lệnh bài dưới, đúng không? Và trước đó nó cho mình một cái bar tái tích lũy, tiếp tục tái tích lũy đó, hấp thụ cung ở trên vùng đỉnh. Thì khi mà lên trên vùng đỉnh thì nó sẽ có những cái cấu trúc như này mọi người nhá. Cấu trúc là lưng đáy tăng dần, đó chính là mô hình biên độ thu hẹp. Đó, biên độ thu hẹp, đó biên độ thu hẹp này. Và có một cây xác nhận là vượt thằng này chúng ta phải buy liên tiếp nhé mọi người nhé, phải buy liên tiếp đó. Và target thì chúng ta sẽ ít nhất là phải đánh x đôi lực từ cái vùng này đó, từ cái vùng nó tạo ra cái cốc tay cầm ấy, ít nhất là phải đánh đôi up x đôi lực ở đây đúng không? Thì target ít nhất mọi người phải target lên trên vùng vùng giá 20 cộng trừ thì mới có điều chỉnh được, còn xa hơn tất nhiên là đánh lên 2.5 và x4 đúng không? Đấy là ít nhất cái câu chuyện nhá, câu chuyện tích lũy là ít nhất là phải đánh lên đó. Sau đó thì nó lại tạo ra cho mình những cái ba tái tích lũy ở đây, mọi người thấy ba tái tích lũy đây có BCAR ST, có UA và có
cái cú test, nó test thì chúng ta lại lại tiếp tục tham minh thôi. Đó, những cái vùng mà nó tạo ra cái nhịp chốc tăng trở lại đây đúng không? Chốc tăng ở vùng 14 và sau đó lại quay trở lại về FVG đây, FVG 15 này nó lấy vùng 12. Đó thì chúng ta lại bay trước, bay tiếp vùng 11 đó. Trước mọi người nhớ chúng ta bay tiếp 11 và IMA 30 50 cắt lên đúng không? À, có chốc tăng trở lại mua tại những vùng này. Nếu như mà mọi người chơi IMA 30 50, mọi người có thể chờ những tín hiệu mà engulfing ở những cây này đánh lên. Nó cứ engulfing là mọi người chơi lên này. Đó, engulfing chạm vào những vùng này của engulfing chơi lên, chạm vào những vùng này mà có pin ba engulfing thì chơi lên được. Đó, đây mọi người thấy không, chạm vào những vùng này nhớ là phải có tín hiệu xác nhận nến thì nó sẽ đánh theo IMA để xác nhận nến nhá. Còn không cứ FVG mình đánh lên và đo target. Đó thì ba tái tích lũy tiếp tục là chúng ta sẽ đánh up lên thôi. Đây như vậy thì ngắn hạn nó sẽ có một những cái lực mà bị bán ở vùng 24 đến 25, thì ngắn hạn ai mà short ở đây sẽ chỉ là chốt lời ngắn thôi nhé, chốt lời ngắn thôi. Và chúng ta lại xem xét xem là có những tín hiệu lưng đáy tăng dần hay không nhé. Đó, lưng đáy tăng dần hay không. Đó, còn về ngắn hạn thì con vàng này tiếp tục là một xu hướng sideways up thôi, cũng vẫn là sideways up thôi. Tuy nhiên là một cẩn trọng ở đây đang pha B này, von đi von nhỏ này. Quay trở lại một chút về cái điểm đánh em trước nhé. Điểm đánh em trước thì có mỗi cái điểm chúng ta đánh long lên trên vùng 0 0 03, đúng không? 03 đến cái vùng giá 2, đến cái vùng bắt đầu đến cái vùng 14 14 16 thì chúng ta phải đánh short. Ở đây short tại sao này? Mình sẽ giải thích cái lệnh ngày hôm đó này. Thứ nhất là đạt được cái mức kỳ vọng chốt lời của mình. Thứ hai mình đang view một nhịp nó tạo ra UA ở đây. Và chúng ta thấy là đầu tiên nó gãy kênh tăng, đúng không? Nó gãy kênh tăng, có một cái mô hình cái lên ở đây. Gãy kênh tăng và tạo ra mình một cụm nến đảo chiều đây. Đó, đây là cụm nến đảo chiều. Và chúng ta có con OB ở vùng 17. Và mình view đây một nhịp điều chỉnh và nó sẽ lấy những vùng IDM ở đây. Đó, những vùng IDM ở đây. Đó thì chúng ta sẽ quay trở lại về cái tham minh phiên. Đó, đầu tiên trong phiên New York thì mình view là ở thằng London nó đang là một cái xu hướng tăng, thì New York nó sẽ quay trở lại về nửa thằng London thôi. Và tại vì trước đó nó một bát tích lũy đó, thì chúng ta sẽ chờ đợi những vùng vùng FVG của M5 nó làm đây này. Đó thì chúng ta tiếp tục mua lên. Đó thì đầu tiên chúng ta mua ở một lệnh ở 03 đi lên đúng không? Sau đó chúng ta view là tiếp tục đẩy giá đi lên này. Thì cái vùng giá này khi mà có một cái cây engulfing của FVG M5, chúng ta short ở đây SL19.9. Và sau đó thì nó mình tiếp tục cho mọi người short ở vùng 14 đúng không? Thì cái câu chuyện mà chốt lời chúng ta sẽ cần phải chốt lời tại OB cực trị chính là cái vùng này. Đây chính là vùng OB cực trị của xu hướng tăng trước đó đúng không? Đây là quét IDM này mọi người. Đây là gì? Quét IDM sau đó thì BOS đi lên tiếp. Thì cái thằng này chính là thằng swing swing low đúng không mọi người? Swing low thì swing low hoặc là mọi người có thể thấy là swing OTL. Về đây mọi người phải tìm những tín hiệu mà mua lên. Thì trong giờ sin và booklet nó có cho mọi người một cái tín hiệu tăng ở cái giờ 21 giờ đấy mọi người này. 21 giờ chúng ta thấy có tín hiệu tạo ra chốc chốc tăng đúng không ạ? Có tín hiệu tạo ra market structure shift đấy. Thì chúng ta tiếp tục buy tại OB FVG. Đây chính là breaker OB và đây là cái vùng mà chúng ta phải long tiếp theo ở 07. Đó, long 07 SL tất nhiên là thủng đáy rồi và target là tất nhiên là vượt đỉnh rồi. Đó, và đo target hoặc là chúng ta sẽ đo Fibo này. Đo Fibo chốt lời này. Đó, chúng ta sẽ chốt lời mốc 22.5 và quét thanh khoản. Mốc đầu tiên chúng ta sẽ target về 19. Mốc thứ hai sẽ là những cái nhịp mà cho phiên ngày mai giá có thể là quay trở lên mốc giá 29 đến vùng vùng giá 32. Đó, có thể lên vùng 33 cho ngày mai là cái vùng mà sẽ có điều chỉnh ngắn hạn đó. Đó, thì sau khi mà giá đi lên trên vùng giá 20 20 đây này, đi lên trên vùng 19 18 đây này. Nó tạo cho mọi người một cái tiếp tục một cái bias. Bias ở đây. Thì cái vùng vùng này mình view là bias tái tích lũy thôi, là tái tích lũy nhá, và cho mọi người tiếp tục là mua tại vị thế 18 chấm bích đúng không? Và chúng ta có một cái vùng đỉnh cũ và FVG M5 ở đây. Chúng ta tiếp tục có thể tham mình cái lệnh mua tiếp tục ở đây. Đó thì đấy là cái lệnh những cái lệnh ngày hôm trước nhá. Chúng ta buy tiếp ở đây. Đó, mục tiêu thì vẫn là cạnh trên đúng không? 24 và xa hơn vẫn là 33 nhá. Ở cái vùng này là mua tiếp này. Cái hôm trước là chúng ta mua sell một nhịp ở đây, short ở đây tín hiệu là OB cực trị đúng không? Sau đó short xuống lấy IFVG. Sau đó nó đi lên nó chốc tăng. Đó, đi lên có chốc tăng ở đây. Đó, phá bỏ có vùng breaker OB đây này. Đây là vùng breaker block này. Đó thì sau này những cái nhịp mà test về đây cũng là vùng là chúng ta có thể tham minh đánh nhá. Ví dụ cho ngày thứ hai đúng không? Vẫn là cả cái vùng 16 18 này thôi. Đấy, cả vùng này chúng ta sẽ tiếp tục là đẩy buy đi lên. Nhớ là những lệnh mà buy cao nó đang tạo tạo biên thì chúng ta sẽ chốt lời ngắn nhé. Các lệnh buy thấp chúng ta tiếp tục là chốt lời một phần và hold lại đến những vùng TP. Đó là tham minh đánh ở trong phiên. Còn đánh dài hơn, đánh swing thì chúng ta sẽ follow theo wick và liền D mọi người nhé.
Và blend thì đã có trong Zoom khách hàng rồi, Zoom cộng đồng đều có rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi cho phiên ngày thứ hai thôi. Và nhớ nhá, phương pháp nào cũng có những tỷ lệ chiến thắng. Cái góc nhìn của mình cũng có thể là đúng, có thể sai. Tuy nhiên nhớ là mọi người phải chú ý không được đánh DCA. Sai thì chúng ta sẽ tìm những setup khác chúng ta đánh, đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta đánh quá nhiều lệnh scalping, swing thì chúng ta có thể là đánh ít lệnh, nhưng mà scalping đánh rất nhiều lệnh ở tham PM1, M5. Một một lúc của mình quẩy 10 lệnh ở những cái điểm đánh ở đây cơ mà. Đó, một lúc có khoảng gần chục lệnh thì có lệnh dính SL bình thường, đúng không? Cả buy cả sell mà. Chúng ta có setup là chúng ta chơi. Vì vậy nên là chúng ta sẽ quản trị vốn theo RR nhá. Tâm lý là cái quan trọng nhất, thứ hai là quản trị vốn, thứ ba mới là phương pháp nhá. Phương pháp tốt thì chúng ta sẽ duy trì đều đặn theo setup, đúng không? Còn không đi theo đuổi quá nhiều phương pháp nhé, nó pha trộn quá nhiều phương pháp nó sẽ gây cái sự nhiễu cho mọi người đó. Mọi người phải chú ý là gì, nếu như mà mọi người đánh phân kỳ kiểu gì mọi người sell ở đây, nào bây giờ tôi khẳng định là ông nào ông đánh phân kỳ kiểu gì ông đi sell ở đây có phân kỳ, nhưng mà cái câu chuyện của anh em nó không phải là phân kỳ để sập xuống hoặc điều chỉnh sâu, mà phân kỳ ở đây là gì, có điều chỉnh nhưng mà chúng ta bắt làm sao được trên đỉnh này, chúng ta toàn bắt ở đây mà nó giật lên mấy lần đúng không, sau đó lại quá mua, đã, sau này lại quá mua lại phân kỳ ở đây lại bắt phân kỳ này, phân kỳ ở đây sell 08 nó giật về được có 0,0405 chắc gì đã chốt, mà đã chắc gì đã sell ở trên đỉnh đúng không, mà sell ở đây này đi sell 0607 sell ở đây chờ nó sập, nhưng mà nó có sập đâu, nó đi lên tiếp lại cắt lỗ xong lại sell lại cắt lỗ. Thì cái câu chuyện của chúng ta là gì, phân kỳ nó có điều chỉnh nhưng mà trong một cái xu hướng nó xác nhận của tái tích lũy đúng không, của tích lũy thì nó sẽ là những cú sideways up đó. Còn khi mà nó có những tín hiệu của chốc B này mọi người này, thay đổi hành vi, đó là một cái nhịp mà nó tạo ra những cái cú bán, cái swing sell mà nó có mà có lực bán, nó có swing nó dài hơn đúng không? Nó biên độ dài hơn, điều chỉnh dài hơn, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể là tham minh những cái tín hiệu đảo chiều mà chúng ta ăn ăn dài hơn cho những nhịp điều chỉnh. Còn lại trước đó mọi người thấy không, những cú điều chỉnh cực kỳ hẹp ở đây là biên độ thu hẹp đẩy lên chứ đúng không? Đó, đấy là cái cách đó. Thì thông thường thì mình vẫn chơi theo quay cỏ và ICT thôi, còn mọi người có thể là chơi theo IMA, ZI đúng không? Có rất nhiều phương pháp cũng được, ok, nhưng mà nhớ là đừng đánh DCA nhé. Chúng ta sẽ có những cái bài học về phương pháp như kiểu ZI hoặc là TDI đúng không? Mọi người thấy bây giờ lỗi gì mình sẽ dạy free tất cả những cái này. Đó, kể cả SMC, ICT cơ bản thôi nhá, ICT cơ bản, chứ còn ICT mà đánh quỹ mà set up thì chắc chắn là mình sẽ phải dạy nâng cao rồi. Quay cọc cơ bản mình cũng dạy nhá. Còn mọi người ai hợp phương pháp nào thì chúng ta sẽ chơi phương pháp đó nhá.